Thưa quý vị, giữa bối cảnh xuất hiện những đồn đoán về quyết định sa thải Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Valery Zaluzhny, khi quan hệ giữa Tổng thống Zelensky và tướng Zaluzhny trở nên căng thẳng sau cuộc phản công, được đánh giá là thất bại của Ukraine vào năm 2023. Mới đây, trả lời một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 4 tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đang xem xét khởi động lại việc thay thế một số quan chức cấp cao. Khi được hỏi về tướng Zaluzhny tại cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình RAI của Italia, ông Zelensky cho biết khi nói đến việc thay thế, ông không nhắm đến cá nhân cụ thể nào mà là đường hướng của giới lãnh đạo đất nước, đồng thời nhấn mạnh việc thiết lập lại là điều cần thiết, thay thế một số quan chức cấp lãnh đạo không chỉ trong quân đội. Ông Zelensky cũng cho biết nếu muốn chiến thắng, tất cả phải cùng chí hướng, không được nản lòng, duy trì thái độ đúng đắn và tích cực, loại bỏ tâm lý tiêu cực lẫn suy nghĩ bỏ cuộc. Hồi tháng 11 năm 2023, trong bài viết của mình trên tờ Economist, tướng Zaluzhny cho rằng cuộc chiến tại Ukraine đang bước vào giai đoạn tiêu hao và bế tắc. Chính điều này đã khiến ông Zelensky phản ứng rất mạnh. Theo các nguồn tin nội bộ nói với tờ Washington Post, Tổng thống Zelensky được cho là đã thông báo với chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng ông dự định sa thải tướng Zaluzhny. Trong tuyên bố của mình, Nhà Trắng không đưa ra quan điểm ủng hộ hay phản đối. Hai ứng cử viên hàng đầu có thể ngồi vào vị trí tổng tư lệnh nếu ông Zaluzhny bị thay thế là ông Oleksandr Siersky, tư lệnh lục quân, và ông Kirill Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine. Thưa quý vị và các bạn, giữa bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt và có thêm nhiều diễn biến mới. Ukraine được cho là đang nhắm vào các cơ sở dầu khí của Nga bằng các UAV cỡ nhỏ, giá rẻ, nhằm làm gián đoạn nguồn cung cấp của Nga, đồng thời gây cản trở cho các hoạt động của quân đội Nga ở trên chiến trường. Nhà máy lọc dầu do Lukoil vận hành ở khu vực Volgograd của Nga đã bốc cháy sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào ngày 3 tháng 2. Đây là một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất ở Tây Nam của nước Nga, có công suất khoảng 300.000 thùng dầu thô mỗi ngày. Ông Andrei Bocharov, lãnh đạo tỉnh Volgograd của Nga, thông báo trên kênh Telegram cho biết, lực lượng phòng không và tác chiến điện tử nước này đã chặn cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV nhằm vào quận Kalachiovsky và Zakanelie ở tỉnh Volgograd. Một trong những chiếc UAV bị hạ đã rơi xuống nhà máy lọc dầu và gây ra hỏa hoạn. Video trên mạng xã hội cho thấy vụ nổ và đám cháy lớn tại nhà máy lọc dầu Volgograd. Ông Bocharov nói rằng lực lượng khẩn cấp đã dập tắt ngọn lửa sau đó và không có thương vong. Công ty dầu khí Lukoil, chủ sở hữu nhà máy, cho biết cơ sở này tiếp tục hoạt động bình thường sau vụ tấn công. Cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu ở Volgograd là cuộc tập kích mới nhất của Ukraine nhằm vào các cơ sở dầu khí của Nga trong vòng một tháng qua. Đêm 24 tháng 1, nhà máy lọc dầu Rosneft của Nga ở Tuapse, Krasnodar Krai đã bốc cháy. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa bốc cao lên bầu trời đêm. Kênh tin tức Telegram cho biết các nhân chứng đã nhìn thấy một chiếc máy bay không người lái tấn công nhà máy lọc dầu ngay trước khi đám cháy bắt đầu. Ngày 21 tháng 1, một vụ hỏa hoạn lớn kèm theo vụ nổ đã xảy ra tại cơ sở khí đốt Usluga trên biển Baltic, gần Saint Petersburg. Nhà điều hành cho biết nguyên nhân hỏa hoạn là do tác động từ bên ngoài gây ra. Trước đó, hôm 19 tháng 1, 4 thùng dầu tại cơ sở lưu trữ lớn của Rosneft ở thị trấn Klinsy, vùng Bryansk phía tây nước Nga cũng bốc cháy. Klinsy chỉ cách biên giới với Ukraine vài km. Thống đốc Alexander Bogomat thông báo trên Telegram rằng một máy bay không người lái đã bị lực lượng phòng không Nga hạ bằng hệ thống tác chiến điện tử. Khi chiếc UAV bị phá hủy, đạn dược mà nó mang theo đã rơi xuống kho dầu Klinsy. Tuần trước, một nguồn tin từ cơ quan an ninh Ukraine tiết lộ với Kiev Post rằng cơ quan này đứng đằng sau các vụ tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga. Nguồn tin cho hay cơ quan an ninh đang tấn công sâu vào lãnh thổ Nga và tiếp tục tấn công các cơ sở không chỉ quan trọng đối với nền kinh tế Nga mà còn cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga. Sẽ có nhiều điều bất ngờ xảy ra trong thời gian tới. Mùa đông năm 2022, Nga đã sử dụng UAV và tên lửa để tập kích các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Chiến lược tương tự cũng được Moscow thực hiện trong mùa đông năm nay. Các cuộc tấn công vào cơ sở dầu khí của Nga là cách Ukraine đáp trả Moscow bằng chính chiến lược của đối phương, đồng thời nhằm gây thiệt hại cho ngành công nghiệp sinh lợi của Nga mà các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây đã không thể giáng đòn mạnh như kỳ vọng. Theo bà Olena Lapenko, chuyên gia an ninh năng lượng tại tổ chức nghiên cứu DC Group của Ukraine, Moscow đã kiếm được hơn 400 tỷ đô la Mỹ từ xuất khẩu dầu kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Cuộc tấn công vào kho cảng Baltic Usluga và thời tiết xấu trong khu vực đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu thô bằng đường biển của Nga. Các chuyến hàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 2 tháng qua. Theo Tenda, Nga chỉ có 5 đường ống chiến lược lớn dẫn ra các cảng biển, 3 ở Baltic và 2 ở Biển Đen. Các đường ống khác của Nga đi qua Ukraine hoặc các nước NATO và phải chịu lệnh trừng phạt. Các
Các cuộc tấn công của Ukraine cho đến nay đã nhắm vào 2 trong số 5 cảng biển. Hoạt động tại Ust-Luga sẽ bị đình chỉ trong vài tuần và trong khoảng thời gian này có thể xảy ra thêm các cuộc tấn công. Ngoài ra, mục đích của Ukraine khi nhắm vào các cơ sở năng lượng trên lãnh thổ Nga là để làm gián đoạn hoạt động quân sự của Moscow ở Ukraine. Bà Olena Lapenko, chuyên gia an ninh năng lượng tại tổ chức nghiên cứu DC Group của Ukraine nhận định, các cuộc tấn công vào cơ sở dầu khí của Nga làm gián đoạn nguồn cung hậu cần và là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm gây cản trở cho các hoạt động của Moscow trên chiến trường. Một kênh Telegram của Nga cho biết, trước vụ hỏa hoạn ở Ust-Luga, lực lượng này đã bắn hạ một UAV chỉ mang theo 3 kg chất nổ. Những cuộc tấn công như vậy dựa trên nguyên tắc được nhà nghiên cứu T.H. Temes thuộc Đại học Quốc phòng Mỹ mô tả trong một bài viết vào năm 2016 về tác chiến UAV là mang ngòi nổ. Chiến lược này sử dụng một lượng nhỏ chất nổ gắn trên UAV để kích nổ lượng lớn vật liệu nổ trong hoặc trên các mục tiêu, thường là máy bay, phương tiện quân sự, nhiên liệu hay kho đạn dược. Theo ông Hammes, UAV cỡ nhỏ, chi phí thấp với tải trọng chất nổ tối thiểu cũng có thể tạo ra sức tàn phá lớn nếu chúng được sử dụng để nhằm vào các mục tiêu dễ cháy. Các cuộc tấn công nói trên cũng cho thấy Ukraine đã có UAV tầm xa có thể tấn công các mục tiêu ở sâu hơn trong lãnh thổ Nga. Một nguồn tin quân sự Ukraine tiết lộ, UAV của nước này đã có thể bay 1.200 km vào không phận Nga trong cuộc tấn công vào kho dầu ở Saint Petersburg. Cuối năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Chiến lược Ukraine Oleksandr Kamysin cho biết Kiev hiện đã có thể sản xuất hơn 10.000 UAV tấn công tầm trung vài trăm km và hơn 1.000 UAV với tầm hoạt động hơn 1.000 km trong năm 2024. Với khoảng cách hơn 1.000 km, nhiều cơ sở dầu khí của Nga sẽ nằm trong tầm tấn công của UAV Ukraine. Việc bảo vệ tất cả những cơ sở này là nhiệm vụ khó khăn, ngay cả khi Moscow rút bớt lực lượng phòng không khỏi tiền tuyến. Mặt khác, các hệ thống phòng không của Nga tỏ ra là kém hiệu quả trước các UAV cỡ nhỏ vì rất khó phát hiện ra chúng. Thưa quý vị và các bạn, đối với binh sĩ, biết cách sinh tồn trong hoàn cảnh ngặt nghèo là một kỹ năng quan trọng và cần thiết giúp họ có thể thích nghi với mọi tình huống khó khăn, đặc biệt là khi thay đổi môi trường địa lý với điều kiện tự nhiên khác nhau. Chính vì thế, quân đội các quốc gia thường tổ chức các cuộc tập trận cho binh sĩ của mình. Một trong những cuộc tập trận thường niên có quy mô lớn nhất và kéo dài nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương mang tên Hổ Mang Vàng với sự tham gia của các siêu tàu chiến. Và để khám phá các hoạt động huấn luyện, buộc binh sĩ phải làm quen với những cảnh rèn luyện thực địa dung minh. Mời quý vị hướng về trường quay khác để lắng nghe sự trình bày của biên tập viên Quỳnh Anh. Bắt đầu tổ chức từ năm 1982, cuộc tập trận Hổ Mang Vàng được tổ chức nhằm tăng cường khả năng tương tác giữa quân đội Thái Lan và Mỹ cũng như lực lượng quân sự của các quốc gia trong khu vực. Trước đây, chỉ huy quân sự trong cuộc tập trận Thái-Mỹ cùng nhau tìm ra kẻ thù chung, giả định là các nước láng giềng. Trong suốt những năm 1980 và đầu những năm 1990, tập trận Hổ Mang Vàng hàng năm thường diễn ra dọc theo biên giới. Ngày nay, các nước tham gia Hổ Mang Vàng nhằm giải quyết các vấn đề chung, bao gồm dùng chung phương tiện, các vấn đề về hòa bình, các vấn đề xuyên quốc gia khác, bao gồm chống cướp biển, ma túy và buôn người, hoạt động cứu trợ nhân đạo, đối phó với thiên tai và xây dựng cộng đồng. Năm nay, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Jiraju Wangchap cho biết, cuộc tập trận Hổ Mang Vàng lần thứ 43 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 8 tháng 3 tới. Các binh sĩ tham gia khóa huấn luyện với các lực lượng vũ trang của Thái Lan học được rất nhiều kỹ năng sinh tồn, trong đó có việc uống máu từ con rắn hổ mang bị giết hại trực tiếp là một cách để sống sót trong khu vực rừng rậm của Thái Lan. Máu rắn được coi là một trong những sự lựa chọn hàng đầu nhằm thay thế nguồn nước uống trong bối cảnh họ kẹt trong rừng sâu và không gần nguồn nước. Bình luận về trải nghiệm uống máu rắn, một quân nhân cho biết, máu rắn đem lại cảm giác ấm nóng đặc biệt. Như quý vị có thể quan sát ở đây là cảnh các binh sĩ đang ăn rau địa phương tại Thái Lan, trứng nhện hay là thịt tắc kè sống cũng là những món ăn có thể giúp sinh tồn trong rừng sâu. Các binh sĩ còn được huấn luyện phân biệt rau củ quả có thể ăn được để tránh bị ngộ độc. Thưa quý vị và các bạn, tình hình ở khu vực Trung Đông đang nóng lên hơn bao giờ hết khi Mỹ thực hiện tấn công trả đũa nhắm vào các nhóm vũ trang thân Iran ở Iraq và Syria. Trong ngày thứ hai của chiến dịch lớn chống lại các nhóm vũ trang có liên hệ với Iran, lực lượng liên quân Mỹ và Anh đã tiến hành không kích nhắm vào 36 mục tiêu của Houthi ở Yemen. Theo đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết các cuộc không kích đã nhằm vào các cơ sở lưu trữ vũ khí, hệ thống tên lửa, bệ phóng và các hạ tầng khác mà Houthi sử dụng để tấn công các tàu thuyền trên Biển Đỏ. Đồng thời, các cuộc không kích của Anh và Mỹ cũng đã nhắm mục tiêu vào 13 địa điểm trên khắp Yemen. Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố, cuộc không kích mới nhất của Liên quân Anh-Mỹ là để tự vệ.
Những đợt tấn công gần đây mà lực lượng Houthi thực hiện nhằm vào các tàu thuyền ở Biển Đỏ là điều không thể chấp nhận được. Đây là sự bất hợp pháp, khiến mạng sống của những người vô tội gặp nguy hiểm và gây ra hậu quả nặng nề về kinh tế. Thậm chí ở thời điểm hiện tại họ còn tấn công vào các tàu chiến của Anh, và đó là lý do tại sao mà chúng tôi lại hành động để tự vệ theo cách tương xứng cùng với các đồng minh của mình. Chính phủ Anh sẽ không ngần ngại để bảo vệ cuộc sống của người Anh, lợi ích của người Anh và những nỗ lực ngoại giao của đất nước chúng tôi, cũng như trọng tâm là mang lại sự giảm leo thang cũng như ổn định cho khu vực này. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn với đài Fox News, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, nước này sẽ tiếp tục thực hiện các hành động đáp trả nhằm vào các lực lượng vũ trang thân Iran. Tôi xin phép được không đề cập tới những hoạt động quân sự của Mỹ ở trong thời gian tới. Có một điều tôi muốn nhấn mạnh, những gì Mỹ thực hiện vào những ngày vừa qua chỉ là những hành động đầu tiên. Mỹ sẽ tiếp tục hành động đáp trả bổ sung nhằm chống lại lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và những nhóm vũ trang liên quan tới họ. Về phía Houthi, người phát ngôn lực lượng này cho biết các cuộc không kích sẽ không bị bỏ qua mà không có phản ứng và hậu quả. Tuy nhiên, Houthi tới nay chưa công bố bất kỳ thương vong nào. Trước đó, ngày 2 tháng 2, Mỹ đã thực hiện đợt trả đũa đầu tiên, không kích vào hơn 85 mục tiêu có liên quan đến lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và các lực lượng dân quân nước này hậu thuẫn ở Iraq và Syria. Các cuộc tấn công trên là chiến dịch trả đũa của Mỹ sau vụ 3 binh sĩ Mỹ bị sát hại trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một tiền đồn của quân đội Mỹ ở Jordan một tuần trước. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 2, phong trào Houthi ở Yemen đã công bố một video cho thấy các tay súng đang tập trận tấn công vào các mục tiêu giả định của Israel. Theo Reuters, các tay súng Houthi đã sử dụng súng cối và máy bay không người lái để thả chất nổ vào các mục tiêu giả mà được bọc bằng cờ Israel và Mỹ. Phó tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Houthi tại Sana'a, ông Ali Hamoud Amaski, cho biết đây là một phần của khóa huấn luyện nâng cao kỹ năng của các tay súng. Houthi đã thực hiện một loạt cuộc tấn công vào tàu thuyền và mục tiêu khác ở Biển Đỏ nhằm thể hiện sự đoàn kết với người Palestine và gây áp lực lên Israel để dừng bắn tại dải Gaza. Houthi tại Yemen đã công bố rằng các cuộc không kích của Mỹ và Anh sẽ không làm họ ngừng lại và họ sẽ phản đối. Theo The Times of Israel, người phát ngôn của Houthi, ông Yahya Sareh, thông báo rằng đã có tổng cộng 48 cuộc không kích. Ông Sareh viết trên mạng xã hội rằng những cuộc tấn công này sẽ không thay đổi quan điểm của họ trong việc ủng hộ nhân dân Palestine ở dải Gaza. Ông Sareh cũng cảnh báo rằng Houthi sẽ đáp trả và trừng phạt các cuộc tấn công mới nhất. Houthi tại Yemen đã công bố rằng các cuộc không kích của Mỹ và Anh sẽ không làm họ ngừng lại và họ sẽ phản đối. Theo The Times of Israel, người phát ngôn của Houthi, ông Yahya Sareh, thông báo rằng đã có tổng cộng 48 cuộc không kích. Ông Sareh viết trên mạng xã hội rằng những cuộc tấn công này sẽ không thay đổi quan điểm của họ trong việc ủng hộ nhân dân Palestine ở dải Gaza. Ông Sareh cũng cảnh báo rằng Houthi sẽ đáp trả và trừng phạt các cuộc tấn công mới nhất. Trước đó, ông Mohamed al-Bukhaiti, một thành viên hàng đầu của Hội đồng Chính trị Houthi, tuyên bố vào ngày 3 tháng 2 rằng việc liên minh Mỹ-Anh ném bom vào một số tỉnh của Yemen sẽ không thay đổi quan điểm của họ. Các hoạt động quân sự chống lại Israel sẽ tiếp tục cho đến khi ngừng diệt chủng ở Gaza và dỡ bỏ bao vây dân sự ở đây, bất kể họ phải trả giá bằng bất kỳ sự hy sinh nào. Các tuyên bố của Houthi được đưa ra sau khi Mỹ, Anh và một số quốc gia khác đã không kích hàng chục mục tiêu của Houthi tại 13 điểm ở Yemen nhằm đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng này nhằm vào tàu thuyền thương mại cũng như các tàu hải quân đi qua Biển Đỏ. Đợt không kích này chủ yếu nhằm vào các địa điểm liên quan đến các cơ sở lưu trữ vũ khí, hệ thống tên lửa và bệ phóng, hệ thống phòng không và radar ngầm của Houthi. Theo kênh CNN, hai tàu khu trục của Mỹ đã bắn tên lửa Tomahawk trong cuộc tấn công vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen. Cả hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke và USS Gravely và USS Kearney đã tham gia vào cuộc tấn công này. Ngoài ra, các máy bay chiến đấu FA-18 từ tàu sân bay USS Dwight Eisenhower cũng tham gia vào cuộc không kích. Tổng thống Joe Biden đã cho phép các cuộc tấn công này từ đầu tuần. Tuy nhiên, các quan chức cấp cao nhấn mạnh rằng Mỹ không muốn leo thang vào các cuộc tấn công này là để đáp trả trực tiếp các hành động của Houthi. Dân quân thân Iran tập kích căn cứ Mỹ ở Syria. Căn cứ quân sự Mỹ ở miền đông Syria bị dân quân do Iran hậu thuẫn tập kích bằng UAV, khiến 5 chiến binh người Kurd không qua khỏi. Lực lượng kháng chiến Hồi giáo tại Iraq IRI ngày 4 tháng 2 thông báo triển khai thiết bị bay không người lái UAV tập kích căn cứ quân sự Mỹ gần mỏ dầu Al-Oma ở tỉnh Deir ez-Zor, miền đông Syria. Đây là căn cứ lớn nhất do Mỹ và đồng minh vận hành tại quốc gia Trung Đông. Tổ chức giám sát nhân quyền Syria SOHR cho biết cuộc tập kích đã đánh trúng khu vực dành cho lực lượng dân chủ Syria SDF của người Kurd ở bên trong căn cứ, khiến 5 chiến binh lực lượng này không qua khỏi. Mỹ hậu thuẫn cho các nhóm dân quân người Kurd trong khu vực.
Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bình luận về thông tin, hiện chưa có ghi nhận tổn thất về người của lực lượng này sau cuộc tập kích. IRI là liên minh các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn tại Iraq đã tiến hành hơn 150 vụ tấn công nhằm vào cơ sở quân sự và đơn vị Mỹ tại Iraq và Syria trong hơn 3 tháng qua, kể từ khi chiến sự nổ ra tại dải Gaza. Căng thẳng ở Trung Đông gia tăng sau khi căn cứ Mỹ tại Jordani hôm 28 tháng 1 bị UAV tấn công khiến 3 quân nhân nước này không qua khỏi. Washington cáo buộc IRI thực hiện vụ tập kích và hôm 2 tháng 2 đã tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn vào lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cùng các nhóm dân quân được Tehran hậu thuẫn tại Iraq và Syria. Đòn không kích của Mỹ đã phá hủy hoặc làm hư hại 84 mục tiêu tại hai quốc gia này, nhưng dường như không gây ra tổn thất cho lực lượng Iran. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan ngày 4 tháng 2 cảnh báo đòn trả đũa này chỉ là sự khởi đầu. Sự việc hôm 4 tháng 2 là cuộc tấn công thứ hai của IRI vào căn cứ Mỹ tại Trung Đông sau khi Washington tiến hành đợt không kích. IRI hôm 3 tháng 2 thông báo đã tấn công hàng loạt sân bay ở Iraq và Syria, nơi đóng quân của nhiều binh sĩ Mỹ. Đây là động thái nhằm tiếp tục chống lại lực lượng Mỹ chiếm đóng Iraq và khu vực, cũng như phản ứng với chiến dịch tàn sát người dân ở dải Gaza do Israel thực hiện. Lực lượng này khi đó cho biết, Israel ý đồ thay thế người Palestine bằng hàng chục nghìn lao động nước ngoài. Chính phủ Israel ngày 4 tháng 2 cho biết sẽ đưa 65.000 lao động nước ngoài từ Ấn Độ, Sri Lanka và Uzbekistan tới làm việc tại các công trình xây dựng đang bị đình trệ kể từ tháng 10 năm 2023. Số lao động trên sẽ thay thế cho những lao động Palestine được đưa về nước sau khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Theo Reuters và TRT World, số liệu chính thức của Israel cho thấy, trước sự kiện ngày 7 tháng 10 và chiến dịch quân sự của Israel tại dải Gaza, khoảng 150.000 người Palestine từ bờ Tây và khoảng 18.500 người khác ở Gaza thường tới Israel làm việc. Ngay sau khi bị Hamas tấn công, chính phủ Israel đã sa thải các công nhân trên và yêu cầu họ rời nước này vì lý do an ninh. Khoảng 20.000 lao động nước ngoài vẫn ở lại, song gần 1/2 công trường xây dựng phải đóng cửa do thiếu người. Một phát ngôn viên Bộ Nhà ở Israel cho hay, nhóm các lao động ngoại quốc mới sẽ tới trong những tuần tới khi chính phủ nước này tìm cách giải quyết tình trạng tắc nghẽn nguồn cung. Ban đầu, Israel tìm cách đưa 80.000 lao động nước ngoài từ nhiều nước, chủ yếu là châu Á, tới làm việc trong ngành xây dựng và nông nghiệp. Theo đó, Israel định tuyển 25.000 lao động từ Sri Lanka, 20.000 người từ Trung Quốc, 17.000 người từ Ấn Độ, 13.000 người từ Thái Lan và 6.000 người từ Moldova.